bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá, và kính bạch cho đại đức tăng. Kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng, nhà sa phận lễ quy giới ở Vatthana xin được nhận lại MC Nhật Huyền. Đạo hữu Châu Phan, ngày nào hôm nào có thể bác con trai Sít Nhật Huỳnh có post cho biết, mà hôm nay xin không thấy Sít Nhật Huỳnh post. Lúc qua bên room Phật họ bắt con trai sa thú. Kính cảm ơn Minh Quán Thanh ạ. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Và cảm ơn Xích Giang Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Tây Duyên. Nhật Bình mến chào Cẩm Vân, mến chào Tâm Phương. Kính chào Nắng Chiều, kính chào IQM đó, mến chào Châu Phan. Kính chào cô Ái Minh, mến chào Xích Răng Đông. Kính mến chào Thi An Lạc, kính chào Giác Ngộ, kính chào Ánh Trăng Rằm. Và kính chào Vinh Vát Tha Ná. Nam Mô Bích Tha Gia Gia Sa Thú Rành Thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đà Từ Bi Hoan Hỷ, thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Vạch Thành Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Nam Mô Bích Tha Gia. Dạ, Nhật Quỳnh thấy có cô tu nữ Tệ Duyên trong đạo tràng. Cô có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không cô? Dạ, cảm ơn Minh Quá Thanh Á cho bài học. Cô Tệ Duyên ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh? Dạ, cảm ơn Tâm Phương. Dạ, dạ, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, nếu cô tu nữ Tệ Duyên nghe được âm thanh Nhật Quỳnh thì Nhật Quỳnh kính mời cô tiền phong ôn bài Pháp Cú Kinh 207. Dạ, lý do là giờ này là Đại Đức Pháp Tính ở trên chánh điện, không có ở trong đạo tràng, nên là Nhật Quỳnh mời cô tiên phong nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha Gia, kính mời cô. Nhà sa thú, sa thú thay, dạ kính ơn Nhật Quỳnh. Nam Mô Bích Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sơn Kha Gia. Con thành lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Xin cảm ơn chị Đàn Đông, chị Đạt Lê đã cho biết nghe rõ. Và bây giờ tuyên phong ôm về kinh Pháp Cú số 207. Dạ, chị Đàn Đông. Bà La Sằng Gác Bà Ga Bà La Sằng Gác Tát Chà Trí Đi Gắm Mắt Thà Na Sô Chát Thị Đúc Khô Bà Lê Hí Sằng Vật Sô Âm Mít Tê Nê Quát Sắc Bát Đà Thi Rô Chát Sú Khát Sằng Hoa Sô Tỳ năng quát sâm mà gác mồ. Ba la sang ga ta cha vi đi ga ma tha đi ga ma tha na so cha ti Dukkho pale sam wa so amit
đà thi rô cha su kha sam wa so a ti nang wa sam ma ya mo ba sang ga ta cha ri Iga mata na so chati Dukko bale sambwa so Amit tene wasap mbada Hiro chasu khasambwa so Nyati nang kwa sama ga mô. Sống chung với người mù lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người mù như thường sống kẻ thù. Vui thay gần người trí, nhưng chung sống như chung sống bà con. Ba la sang ga ta cha di hi di ga ma ta na so cha di du ko ba le sam wa so am mit te ne wa sa ba da Thi ru cha su kha sam va so Nya ti nang va sa ma ga mo Người ngu ai đã sống chung phải mang sầu muộn biết chừng nào thôi. Người ngu bằng hữu lỡ rồi cũng dường như thế kết đôi bạn thù. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, bây giờ tự nhiên thấy tín hiệu của chị Cẩm Nhân. Dạ, kính mời chị. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 207. Ba lá san gá tá cha ri hí đí gá mát thà ná sô chá tí đúc khô pa lê hí sang wa so amit te ne wa sap pa da thi ro cha su kha sang wa so nhà tí năng quá xá ma gá mồ ba lá sang gá ta cha ri hí đi gá mát thà ná sô chá tí đúc khô bà lê hí sang hoa sô amit tê đề quá sắp ba đà thi rô chá xú khá sang hoa sô nhà tì năng quá xá ma gá mồ ba lá sang gá tá cha rì hí đí gá mát thà ná sô chá tí đúc khô bà lê hí sang hoa sô á mít tê nề quá sắp ba đà thì rô chá xú khá sang hoa sô nhà tì năng quá xá mà gá mồ sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn khổ thai gần người ngu như thường sống kẻ thù vui thay gần người trí như chung sống bà con. Bạn dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Người ngu ai đã sống chung phải mang sầu muộn biết chừng nào thôi. Người ngu bằng hữu lỡ rồi cũng dường như thế kết đôi bạn thù. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Dân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay của Xích Rạng Đông. Sa thú cô Cẩm Dân, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cô tu nữ Tề Viên. Con kính đảnh lễ sư Pháp Tính, sư Tịnh Đạt. Con kính chào đạo tràng. Sau kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 307. Bà la sang gata cha ri hi di kha ma tha na so cha ti duk kho ba le hi sang wa so amit te ne wa sa pa da thi ro cha su kha sang wa so nhà tỳ năng quá sa ma ga mô bà la sang gata cha ri hi đi kha ma tha na so cha ti đúc khô ba lê hi sang qua so amit tê nê qua sa pa đà thi rô cha su kha sang qua so nhà tỳ năng qua sa ma ga mô bà la sang ga ta cha ri hi đi kha ma tha na so cha ti đúc khô ba lê hi sang qua sô amit tê nê qua sáp ba đà thi rô cha su kha sang qua sô nhà tỳ năng qua sa ma ga mô sống chung với người ngu lâu ngày bị lo buồn khổ thai gần người ngu như thường sống kẻ thù vui thai gần người trí như chung sống bà con. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bà la sang gata cha ri hi di kha ma tha na so cha ti đúc khô ba lê hi sang qua so amit tê nê qua sáp ba đà thi rô cha su kha sang qua so nhà tỳ năng qua sa ma ga mô. Người ngu ai đã sống chung phải mang sầu muộn biết chừng nào thôi. Người ngu bằng hữu lỡ rồi cũng dường như thế kết đôi bạn thù. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Lạc Lê. Dạ, hình như Đặng Đông bị rớt biết phải không? Hello? Ủa, Đặng Đông đọc xong rồi Đặng Đông? Ôi chà, sorry. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sang Kha Giá. Cô kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng với cô Tư Nữ, mến chào tất cả Phật tử. Kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh, Cẩm Văn. Đặng Đông, Ái Minh đã cho biết âm thanh rõ. Dạ, dạ con xin đọc câu pháp cú số 207. Bà la sang gata achari hi di gang mathana so cha tik dukho pa le hi sam waro waso amite ne wasappa da đi thi rồ cha đúc khâm đúc kha khâm quá sô na ti nằng quà sa mà ga mồ bà la chẳng gắt tà cha ri hi đi khẳng ma thà na sô cha ti đúc khô bà lê hi sam quá sô amitene wasappa bada
thi rồ cha đu kha sầm quá sồ nà ti nằng quá xá mà ga mồ. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu, như thường sống kẻ thù. Vui thay gần người trí, như chung sống bà con. Và đó là bản Hòa Thượng Thích Minh Châu: người ngu ai đã sống chung, phải mang sầu muộn biết chừng nào thôi. Người ngu bằng hữu lỡ rồi, cũng dường như thế kết đôi bạn thù. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức: Bà la sang ga ta ra ri đi đi khăn ma tha là số sa ti đồ khô ba lê hì xăm qua xuống a mít tê nên qua xăm ba đàn thì số cha đưa khả khâm qua số na ti khâm qua xà ma ga môn Bà la sang ga ta cha ri đi kham ma na so sa ti đô cô ba lê hi sam qua so ma ti tê nê qua ba sa ba đàm ti đô cha đô kha sam qua so na ti năng qua sa ma ga môn. Dạ, con đã đọc và kể xong ca pháp cú số 207 và kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Cảm ơn chị Rạng Đông, con tri ân cô Tuệ Duyên. Cảm ơn chị Tâm Phương, cảm ơn chị Trần Đạo. Hôm qua đứt nét, bữa nay máy nó cứ chập chờn mà nó kỳ cục lắm. À, thôi kệ, chưa đáng sợ bằng ở Vũng Tàu bị cách ly rồi đâu với anh chị. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lãnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính lãnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính lãnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Đạt, Cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Ái Minh kính chào quý anh chị. Dạ, cảm ơn chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 207. Bà la sang ga ta cha ri hi đi kha mát tha na so cha ti đu khổ bà lê hi sang qua so amit tê nê qua sắp bạc đà thi rồi cha su kha sang qua so nhà ti nâng qua sắp mà ga mô bà la sang ga ta cha ri hi đi kha mát tha năng so cha ti đu khổ bà lê hi sang qua so Amit tê nê quá sắp bạc đà thi rồi cha su khát sang qua sổ. Nhà ti năng quá sắp mà gặp. Bà la sang kha ta cha ri hi. Đi kha mát tha na su cha ti đúng khổ ba lê hi sang qua sổ. Amit tê nê quá ba đà thì rồi cha su khà sanh qua số nhà ti năng qua sa ma ga mô sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù vui thay gần người trí như chung sống bà con
Bà la sang kha ta cha ri hi thị đi kha ma tha na so cha ti du khu ba le hi sang qua so a min te ne qua sập ba đà thi ro cha su kha sang qua so nhà ti năng qua sa ma ga mô người ngu ai đã sống chung phải mang sầu muộn biết chừng nào thôi, người ngu bằng hữu lỡ rồi cũng dường như thế kết đôi bạn thù phụ thay cùng hai tờ giấy đấy. Dạ em kính mời huynh trưởng. Dạ kính mời huynh ạ. Dạ sa thu lần thầy xin đại minh. Nam mô Phật, Nam mô Tham, Nam mô Sang Kha, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 207. Bà la sang ga ta ra ri hi đi kha mát tha na so cha ti Dukho ba le hi sang va so amite ne va sambada thi ro cha sukha sang va so nyati nang va samagamo bala sang ga tarari hi dikha matthana so jati dukho ba le hi sang va so amite ne va sambada thi ro cha sukha sang va so nyati nang va samagamo. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù vui thay gần người trí như chung sống bà con. Bản dịch của ngài Minh Châu: người ngu ai đã sống chung phải mang sầu muộn biết chừng nào thôi, người ngu bằng hữu lỡ rồi cũng dường như thế kết đôi bạn thù. Bản phổ thơ của ngài Giấy Đức. Dạ Nam mô Phật Thầy. Dạ con xin xuống mic. Mến mời bàn tay của Sít Trần Đạo, bàn tay của Sukha Endukha nha. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kệ câu kinh Pháp Cú số 207 ạ. Bà La Sang Ga Ta Cha Ri Đít Ga Mát Tha Na So Cha Ti Khô ba lê thì sang qua số anite ne qua sắp ba đà thì rô cha su khả sa khả sang qua số na ti năng qua sa ma ga no bà la sang sang ga ta cha ri hi thi ga mát tha ra na so cha ti đục khô ba lê hi sang qua số amite ne qua sắp ba đa thi rô cha su khả sang qua số nhà ti năng qua sa ma ga mô. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù vui thay gần người trí như chung sống bà con. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bà la sang ga ta cha ri hi thi ga ma tha na so cha ti đục khô ba lê hi sang qua số amite ne qua sắp ba đa thì rô cha su khả sang qua số nhà ti năng qua xà ma ga mô. Người ngu ai đã sống chung
phải mang sầu muộn, biết chừng nào thôi. Người ngu bằng hữu lỡ rồi, cũng dường như thế kết đôi bạn thù. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng. Dạ con đã kể xong ạ. Dạ xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Alo. Alo, alo. Dạ con cảm ơn quý cô chú cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Pháp Tín, đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức tăng. Dạ con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 207. Ba la sang ga ta cha di hi di ga ma tha la so cha ti du kho ba le hi sang wa so a mi te ne wa sa pa da thi zo cha su kha sang wa so nya ti i nang wa sa ma ga mo ba la sang ga ta cha di hi di ga ma tha La so cha ti dukkho ba le hi sang wa so amite ne wasapada thi jo cha su kha sang wa so nyati nang wasama gamo a la sang gata cha ji hi di gamatha La so cha ti dukkho ba le hi sang wa so amite ne wasapada thì dồ cha su khát sang qua sổ nhà tỳ nàng quá sa mà ga mồ sống chung với người ngu lâu dài bị no buồn khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù vui thay gần người trí như chung sống bà con. Dạ sa thú kính cảm ơn Su Khá Anh Đức Khá và cảm ơn Xích Trần Đông, Xích Trần Đào cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ vậy là Su Khá rất biết trước khi mời. Dạ Nam Mô Bích Thai. Dạ sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Cẩm Vân, Xích Rạng Đông, Xích Tâm Hương, Câu Ái Minh, Minh Bách Thanh Á và Xích Trần Đạo, Su Khá, Anh Đức Khá đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì đã đến giờ chúng con học bài mới. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt thuyết giảng bài học ngày hôm nay là câu Pháp Quốc Kinh số 208. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa nam mô ta sa pha ga va to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tản mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản.
Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo giải đời, A Nhâm vườn lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trị tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học bài học ngày hôm nay là câu pháp quốc kinh số 208. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân Bích Đến Sư. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu. Trước khi vào thời chia sẻ Phật pháp ngày hôm nay trên diễn đàn Kinh Pháp Cú chuyên đề, xin kính mời toàn thể quý vị hướng tâm về Tam Bảo để lễ bái. Arahaṃ Sammā Sambuddho Bhagavā Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivadhemi Sokkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi. Suppadipanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ Namāmi. Dạ, kính lễ chư tăng, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh và kính chào quý vị đang có mặt trong diễn đàn Pháp Cú Kinh chuyên đề. Kính thưa quý vị, tối hôm nay chúng ta sẽ được học câu Pháp Cú số 208 trên 423 câu. Câu Pháp Cú số 208 có nội dung như sau. Tasmahi thiranca bannanca bahusutanca thoreya silang watawantamiriyang tangtadisang sapurisang sumetang pacetha nakata patang wajandima. Do vậy, bậc hiền sĩ, trí tuệ, bậc nghe nhiều, trì giới, bậc tự tế, thánh nhân, hãy gần gũi, thân cận, thiện nhân trí giả ấy, như trăng theo đường sao. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chính vì thế, tự như mặt trăng liên kết với hành trình của các ngôi sao, các ngươi nên giao thiệp với các bậc thiện nhân khôn ngoan ấy, có các đức tánh như là khôn ngoan, hiểu biết, nghe nhiều, có sự kiên trì học giới, có ý thức về phận sự cao thượng. Bản dịch của Ngài Indachanda Chánh Thân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên là phần chia sẻ về ngữ nghĩa của các từ trong câu kệ ngôn 208. Tasmahi. Yeah, tasmahi. Chữ tasma đó là đại từ, từ đó, do đó, vì thế.
thi răng chát được liên kết và tách ra là thi răng cộng với là chữ chát, nghĩa là và thi răng với bậc thiện nhân hay là người hiền trí. Bậc thiện nhân hay là người hiền trí. Pannanchá được ghép và tách ra pan nhân cộng với chá, nghĩa là và pan nhá là khôn ngoan, là trí tuệ. Bên nhân là khôn ngoan, trí tuệ. Bên nhân cộng chá. Bá hút su tân chá được kết hợp và tách ra là bá hút su tân cộng với chá. Từ bá hút su tăng được ghép, được kết hợp bởi hai từ, đó là bá hút, nghĩa là nhiều, su tá, có nghĩa là được lắng nghe. Bá hút su tăng là nghe nhiều. Bá hút su tăng là bậc nghe nhiều. Kế tiếp đó là hút sút tăng, ta hút sút tăng chát. Thô rây hát si lăng. Thô rây hát nghĩa là việc mang vác hay là có sự kiên trì. Si lá nghĩa là giới. Thô rê giá si lăng là có sự kiên trì giới học, có việc hành trì về giới học, kiên trì hay là hành trì về cái giới học. Thô rê giá si lăng có sự kiên trì hoặc là hành trì về giới học. Quá ta quan tăng là về phận sự. Hay là có ý thức về phận sự đó. Chữ chữ quá ta là sự thực hành hay là quá ta quan tăng cộng với tiếp vị ngữ anh tá, quá tá quan tăng là có sự thực hành hay là có ý thức thực hành. Cái từ ở đây là còn một cái từ nữa là Sapurisang là bậc thiện nhân. Nó ghép từ sát và chữ purisa, người đàn ông hay là người nam nhân hiền tốt thật thà, thì sapurisan ở đây có nghĩa là bậc thiện nhân.
Su mê thăng là sự khôn ngoan hay là khôn khéo. Su mê thăng là sự khôn ngoan hay là khôn khéo. Rồi còn mình còn một câu cuối đó là phê chất tha nắc khát ta bạch thăng hoa chan bí ma. Phát chê tha là sự giao thiệp hay gần gũi thân cận. Để mang dịch cái này là cái gì đây? Liên kết, gần gũi, thân cận hay là liên kết? Liên kết, dạ, phát chê thá. Nắc khát ta bát thăng, nắc khát ta bát thăng. Cái bát thá là con đường đấy vì mình có cái từ là mắt gá cũng là con đường, chữ bát tha cũng là con đường hay là hành trình. Còn cái từ nắc khắp tha là cái ngôi sao, vì sao hay là một cái chu kỳ quay của vũ trụ. Nắc khắp tha bát thăng là hành trình của các ngôi sao. Đây là hành trình của các ngôi sao. Ngài Minh Châu ngài dịch là đường sao á, như trăng theo đường sao, chứ chân tí ma là mặt trăng. Dạ, chân tí ma là mặt trăng. Như trăng theo đường sao, đường sao, chứ nắc khắp tắp bắp thăng là cái hành trình của các vì sao, con đường của ngôi sao nó đi á. Dạ, yeah, như vậy là chúng ta đã đi qua cái phần ngữ vựng của câu pháp cú 208. Một lần nữa. Do vậy bậc hiền sĩ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy, như trăng theo đường sao. Trí nhân thượng sĩ thánh nhân thông minh giác tuệ giới phần trang nghiêm, làm bạn với bậc thiện hiền đường trăng sáng rỡ qua miền đại sao thường tọa giới đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay cũng một lần nữa chúng ta lại gặp một cái trường hợp về duyên sự chung của nhóm câu pháp cú số 206, 207 và 208. Và hôm nay tại room diễn đàn pháp cú của chuyên đề, chúng ta sẽ nói về câu pháp cú 208. Và đương nhiên là duyên sự các vị đã được nghe trình bày bởi những cái đêm hôm trước. Nhưng để cho đầy đủ trong cái phần chia sẻ, Tịnh Đạt cũng xin mạo muội nhắc lại duyên sự của nhóm câu pháp cú này, và cũng để quý vị có một lần nữa có cái sự ôn bài và mình nhớ rõ hơn về các chi tiết. Tại sao nguyên nhân, tại sao lại Đức Phật ngài nói lên câu pháp cú như thế này? Câu pháp cú 206, 207 và 208 có một cái nội dung duyên sự là như thế này. Đức Bổn Sư ngài đã thuyết nhóm câu pháp cú này khi ngài ngự tại làng Bê Lú Hoa, đề cập đến vua Trời Đế Thích. Dạ. Làng Bê Lú Hoa
một cái địa danh không quá nổi tiếng và cũng ít được nhắc tới trong kinh điển. Nhưng có một cái sự kiện rất là quan trọng khi mà chúng ta tìm hiểu về kinh Đại Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh 3. Các vị sẽ bắt gặp những cái sự kiện liên quan đến cái vùng đất này, một cái làng này. Và cũng thật là hữu duyên khi đó Tịnh Đạt cũng có dịp đi hành hương tại Ấn Độ và có ghé qua ngôi làng này, nằm ở gần thành Varanasi hồi trước, thì bây giờ là thành Varanasi. Cũng không nhớ rõ cái địa điểm đó như thế nào, nhưng mà được các vị ở cái nơi đó dẫn đi, tại vì thường các cái đoàn hành hương sẽ không có đi đến cái ngôi làng này, một con đường cũng khó đi và cũng ít có cái sự kiện xung quanh tại đây. Thì con đường vào làng Belua có một cái nơi người ta còn lưu lại cái dấu tích Đức Phật ngài cùng với Đại Đức Ananda đã ngự lại tại làng Belua này, và họ còn để một cái gò đất và họ đánh dấu cái nơi đó là cái nơi mà Đức Phật đã từng ngự ngự qua. Nói về cái làng Belua này, thưa quý vị, là có thể nói là cái hạ cuối cùng, liên quan đến cái hạ, cái năm cuối cùng mà Đức Phật ngài ở lại với chúng ta. Năm đó thì Đức Phật ngài nhập hạ tại thành Vesali. Sau đó thì ngài có đi qua cái làng gọi là Belua Gama ở gần thành Vesali. Gần thành Vesali. Cụ thể là ở phía nam. Và tại nơi đây Đức Phật ngài đã trải qua một cái cơn bệnh, một cái cơn bệnh cũng khá là nặng, với cái tuổi già sức yếu, tuy là ngài là một vị chánh đẳng giác, là một vị thánh nhân, nhưng cũng không có tránh khỏi về cái vô thường của cái thân sinh tử, quy luật của thế gian, sanh lão bệnh. Khi mà ngài lớn tuổi rồi, thì năm đó thưa quý vị là ngài đã 80 rồi, thì sức khỏe ngài đã cũng chút hao mòn, và lại nữa thì cái thời gian mà ngài đi du phương các nơi để mà ngài hoằng pháp độ chúng sanh đó, thì ngài đã hao mòn đi sức lực rất là nhiều. Và khi mà ngài gặp cái bạo bệnh tại làng Belua này thì ngài cũng rất là mệt, và tưởng chừng như là ngài không có qua được. Khi đó thì có một cái duyên sự, đó là vua trời Đế Thích xuống mới là chăm sóc Đức Phật. Trước khi nói về cái duyên sự mà liên quan đến Đức vua trời Đế Thích, thì nói về làng Belua, khi mà Đức Phật ngài bị cơn bạo bệnh như vậy đó, thưa quý vị, ngài Ananda, ngài là vị thị giả kề cận và chăm sóc Đức Phật. Thật ra thì Đức Phật ngài đi cùng với đoàn chư tăng, nhưng mà khi đến làng Belua này thì trời bắt đầu đổ cơn mưa. Đức Phật ngài khuyên chư tăng tìm những cái ngôi làng lân cận trong thành Vesali. Chỉ có Đức Phật ngoài ngài Ananda đến ở ngôi làng Belua này lưu trú lại tầm khoảng một tuần 10 ngày đó, quý vị. Thì khi Đức Phật ngài hồi phục được sức khỏe, thì ngài Ananda ngài rất là lo, ngài rất là lo, và ngài có trình đến Đức Phật là cái nỗi lo của ngài liên quan tới một cái vấn đề, tức là ngài lo xa, khi mà Đức Phật ngài không còn ở trên thế gian này nữa thì ai sẽ là cái người hướng đạo, giống như là một cái vị giáo chủ, một cái vị mà lãnh đạo. Khi Đức Phật ngài đã mất rồi, không còn nữa, thì ai là người lãnh đạo
tăng đoàn, ai là người để hướng dẫn cho tăng đồ cư sĩ để mà thực hành giáo pháp. Dạ thì lúc đó thì Đức Phật ngài đã nói lên cái bây giờ chúng ta xem đó là cái kim chỉ nam. Đức Phật ngài nói là ngài này Ananda, xin phép được quý vị để xin nhắc đại khái ý nghĩa không có ngay chúng với lại chánh văn, có thể quý vị xem lại kinh Đại Bát Niết Bàn Parinibbana. Đức Phật ngài nói với ngài Ananda là Đức Phật là người thầy không có giấu giếm, là người thầy luôn mở rộng vòng tay, dạy với lại cái vòng tay mở mở ra chứ không phải cái tay nắm vào, tức là ngài không giấu giếm về cái phương pháp tu hành, cái đường, cái phương pháp về cái pháp môn để được thoát khổ. Thì Ananda còn trông chờ gì nơi Như Lai, nên Đức Phật khi mà Đức Phật ngài diệt độ rồi á, ngài mất rồi á, thì pháp và luật, cái thời gian mà Đức Phật ngài du phương, ngài hoằng pháp á, chính pháp và luật đó là thầy, là người hướng đạo cho tăng tín đồ cư sĩ. Và liên quan tới vấn đề này nó có một cái điều nữa thưa quý vị, không biết Tinh Đạt đã gặp ở chỗ nào, có thể là cũng trong cái trường hợp Belua này, Đức Phật ngày nghĩ xa sau này sẽ có một số người mà gặp trực tiếp Đức Phật mà học đạo và học pháp với Đức Phật và không đồng ý hoặc là không có cập nhật lúc mà chư tăng hội họp và trùng tụng kinh điển, những cái điều rơi rớt xung quanh, tức là những cái lời dạy mà Đức Phật ngài nói trong một cái trường hợp rất là riêng lẻ đó, thì những cái điều đó có thể được truyền đạt và có thể được thực hành và không có lưu lại trong kinh điển, và có thể cái điều đó nó còn đúng và có thể nó bị mai một. Cho nên Đức Phật ngài mới dặn chư tăng đó là khi mà có một cái điều gì nói rằng chính lời Đức Như Lai nói hoặc là chính lời luật và pháp nói, thì các ngươi hãy so lại với kinh điển, lúc đó hãy chấp nhận hoặc là bác bỏ. Đó là một cái ý nữa liên quan tới cái việc mà làng Belua này. Thì quay lại cái duyên sự của bài kinh, khi mà Đức Phật ngày gặp bạo bệnh tại làng Belua thưa quý vị, thì lúc đó Đức Trời Đệ Thích, Đức Trời Đệ Thích là ai thì quý vị cũng đã biết rồi, một cái vị cũng có một cái uy lực rất là lớn và có một cái phước báo rất là to. Nhưng mà khi mà hay biết rằng Đức Phật ngày đang bị bệnh á, thì Đức Vua Trời Đế Thích đã xuống cái cõi dục giới này, đã xuống cái trái đất này, cái cõi nhân loại này, và đi đến chăm sóc cho Đức Thế Tôn. Một cái nghĩa cử rất là đáng quý. Bởi vì sao? Đức Phật ngài nói là so với lại chư thiên thì cõi nhân loại nó rất là đáng nhòm gốm và hôi thối. Có thể chúng ta ở trong đây thì chúng ta một số vị thì có thể là sống ở những cái thành phố sang cao đẹp, ở những cái nơi sạch sẽ, và cũng quý vị cũng ở trong đây cũng có thể là ở những cái vùng quê như là chùa Thứ Phương Tăng ở Bình Phước đi. Thưa quý vị, thì gần chùa có những cái khu người ta nuôi chăn nuôi đó, cái mùi nó kinh khủng lắm. Thì đối với thực sự nhân loại mà mình với nhau không á, thì cái mùi hôi thối đó trong vòng bán kính khoảng 1 km thôi đã khó chịu rồi. Ở đây Đức Phật ngài diễn tả là cái mùi hôi thối của nhân loại, của trái đất này mà nó bốc lên á, xa 100 do tuần. 100 do tuần thì khoảng cách nó quá là xa. Bốc lên 100 do tuần. Thì cái người chư thiên, cái người trên trời đó,
cái người vị thiên trên trời thì họ cũng không có muốn mà đi tới cái cõi nhân loại đâu, mà huống hồ chi là một cái vị phước đức như là Đức Vua Trời Đế Thích. Nhưng mà vì sao lại có một cái nghĩa cử rất là cao đẹp đối với Đức Phật? Một phần nữa quý vị, một phần là vì cái ơn, và một phần là vì cái ơn đã giống như là cái ơn tái sanh lại, cái ơn sinh ra một lần nữa để làm Đức Trời Đế Thích. Và một cái ơn nữa rất là lớn, rất là cao quý, đó là hướng Vua Trời Đế Thích vào trong cái thánh đạo, là sơ đạo hoặc là quả dự lưu. Thì do những cái ơn đức này mà Đức Vua Trời Đế Thích đã đích thân trải qua các cái khó khăn, các cái cản trở về cái không gian và cái mùi hôi thối, đi đến gặp Đức Phật để chăm sóc Ngài. Cái ơn đức của Đức Phật đối với vị Vua Trời Đế Thích này quá là to lớn. Thì Đức Phật Ngài cũng đã nhắc lại, Ngài cũng đã nhắc lại cái ơn, cái trường hợp của Ngài Vua Trời Đế Thích. Thì đại khái là khi lúc đó Vua Trời Đế Thích Ngài sắp 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 hết tuổi thọ đó, sắp hết tuổi thọ, thì chư thiên thì không có già, không có đau, không có yếu, không có ho, không có trị bằng thuốc bệnh. Chư thiên chỉ cảm thấy là mồ hôi chảy hoặc là bứt rứt khó chịu trong mình, trong người, thì đó là cái dấu hiệu để mà báo hiệu vì đó sắp hết tuổi thọ. Thì lúc đó thì Đức Phật này Ngài đã xuất hiện và Ngài đã thuyết một cái thời pháp, Ngài thuyết cái thời pháp và Ngài tế độ cho chư thiên, và trong đó có Vua Trời Đế Thích. Sau khi nghe xong thì Vua Trời Đế Thích đã được quả dự lưu, đã được đắc được quả dự lưu. Thì ngay khi mà cái chỗ ngồi đó hết tuổi thọ, tái sanh lại làm Vua Trời Đế Thích lần nữa, thì đúng ra thì nói là cái ơn đức giống như là sinh ra một lần nữa, và cái ơn đức hướng Vua Trời Đế Thích vào trong cái thánh đạo, thì cái ơn đức nó quá lớn. Giống như là ơn cha nghĩa mẹ như vậy. Thì lúc mà nuôi chăm sóc Đức Phật, những cái đồ nhòm gớm nhất, thì Đức Vua Đề Đế Thích vẫn không có từ nan, và vẫn vui, rất là vui vẻ, rất là hăng hái để mà làm những cái việc đó, và lại không cho ai thay thế mình. Và chăm sóc Đức Phật đến cái thời gian mà Đức Phật Ngài bình phục lại, khoảng độ khoảng 1 tuần hay là 10 ngày gì đó tại Belua. Đó là một cái tấm lòng phải nói là rất là cao cả. Mình thấy một cái trường hợp này, thưa quý vị, có những lúc mà Tịnh Đạt xem trên báo chí, hoặc là ngay cả đối diện với lại những cái tình huống mà con cái nuôi cha mẹ đó, quý vị, người già lớn tuổi thì nhiều cái tật lắm, nhiều cái tật, nhiều cái bệnh, nhiều cái khó chịu, và đi đứng cũng không có được, nhiều khi thì ăn uống cũng không có ngon lành, rồi đi tại điện tiểu tiện cũng không có được thoải mái, rồi đôi khi cọc cằn, và gặp những cái trường hợp mà như vậy đó, cái người con dễ sân lắm, mấy vị, dễ bực bội lắm, nào là chồng, nào con, nào cơm, nào nước, rồi nhà cửa trong ngoài và đủ thứ hết. Thì gặp cái trường hợp mà ba mẹ lại bệnh đau như vậy nữa, thì giữ lại cái tâm mà để chăm sóc, lo lắng, ân cần, nó rất là khó, nó rất là khó. Chỉ đi qua thoáng qua một chút về cái tình cảnh này thôi. Tấm lòng của Đức Vua Trời Đế Thích dành cho Đức Thế Tôn. Mà thật sự ra thì có nhiều trường hợp Đức Vua Trời Đế Thích không phải ưu ái, hoặc là
chỉ dành cho Đức Phật thôi, mà ngài còn dành cho những cái vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật và những vị có cái đạo hạnh tốt, những vị có cái sự nghiêm trì trong giới luật, đã động lòng làm cảm hóa được cái tấm lòng của Đức Bồ Đề Thích và ngài xuất hiện để mà giúp đỡ. Nó giống giống như gần như là trong cái ngụ ngôn truyện cổ tích Việt Nam mình như vậy đó, là những người ăn hiền ở lành, những người hiếu thảo thì thường thường được Bụt hiện ra để mà giúp đỡ. Bụt hiện ra để mà giúp đỡ, luôn luôn theo dõi những cái tấm lòng cao thượng. Nhiều khi quý vị biết không, những cái khó khăn trong chùa hoặc là những cái khó khăn trong cái đời tu á, không biết mình nghĩ mình đọc kinh điển Đức Vua Trời Giải Thích, ngài luôn luôn ngài quan tâm như vậy, không biết trường hợp mình sao ta, có khi nào ngài xuất hiện để mà mình giúp đỡ mình hay không? Không biết mình đủ sức để cảm động ngài hay không. Quý vị thử có hôm nào có cái gì khó khăn nè, vì ráng tu thiền giữ giới để cảm động lòng Vua Trời Đệ Thích, xem coi ngài có xuất hiện để mà giúp đỡ mình hay không. Đó là cái duyên sự cho cái nhóm câu pháp cú 206, 207 và 208. 207 hay là 206 cho đến 208. Cái nguyên nhân chính của cái duyên sự này đó là cái việc mà Vua Trời Đế Thích thân cận nghe pháp nơi Đức Phật và chứng được cái quả diệu lưu, thì Đức Phật ngài mới thốt lên cái lời như vậy. Ngài mới ngâm lên một cái câu kệ, một cái nhóm câu kệ: lành thay thấy thánh nhân sống chung hưởng thường hưởng lạc, không thấy những người ngu thường thường được an lạc. Sống chung với người ngu lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu như thường sống kẻ thù, vui thay gần người trí như chung sống bà con. Do vậy bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc từ chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận thiện nhân trí giả ấy như trăng theo đường sao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhóm câu kệ này làm chúng ta liên tưởng đến một cái câu kệ ngôn trong 38 gì hả? Mangala Sutta, 38 điều hạnh phúc trong công kinh hạnh phúc hay kinh điềm lành. Hai cái điều hạnh phúc đầu tiên đó là Asewana Chapala Năng Pandita Năng Chạ Asewana Chapala Năng, không thân cận kẻ ác, không thân cận kẻ ác. Và cái điều Pandita Năng Chạ Sewana, thân cận với bậc thiện trí thức. Hai cái điều mang lại cái điều hạnh phúc. Có lần Tịnh Đạt đã thưa với quý vị rồi, liên quan tới câu người ngu và cái người trí, người thiện hay là người ác đó. Quý vị nghĩ như thế nào về cái hai cái loại người này? Theo cái định nghĩa xã hội thì người thiện, người hiền hay là người ác, người dữ đó, nó có một cái định nghĩa gần nhưng mà rất là tương đối. Tức là người có đủ cái bổn phận trách nhiệm với xã hội, với cái gia đình, có đủ cái nghĩa vụ, đủ cái nghĩa vụ với người dân đối với quốc gia, một cái thành viên tốt trong xã hội, trong gia đình, và người chồng tốt không có lăng nhăng, là người vợ tốt biết chăm sóc gia đình, là người con ngoan trò giỏi, đó là cái người hiền, người thiện, và là cái người không có gây hại đến người khác. Và ngược lại, cái người dữ hay là cái người ác hoặc là người ngu thì là cái người
sống đem lại cái nỗi lo cho cộng đồng, người sống đem lại cái buồn phiền phiền tối. Một cái người khi mà gặp á, thì người ta không dám tiếp cận, hoặc là lỡ mà tiếp cận á, thì người ta không có dám giao du, mà lỡ có giao du thì người ta cũng tìm cách để người ta tránh và người ta không có muốn tiếp tục. Bởi vì sao? Khi mà tiếp tục như vậy á thì sẽ ảnh hưởng đến, thứ nhất về cái tài sản, về danh tiếng, và nguy hiểm hơn đó là về cái mạng sống của mình, và chắc chắn là như vậy. À, còn riêng đối với Phật giáo thì vì sao, thưa quý vị, là đối với người ngu và người thiện đó, không có một cái công thức hay là một cái cách nói nào để mà phân biệt một cách rõ ràng như vậy. À, chỉ có một cái điều là có thể mình sẽ nói rằng người thiện hay là người hiền, người đáng được giao du là người Pandita đó, người là người đang có khuynh hướng thiện, là người đang có khuynh hướng lành. Còn người ác là người đang có cái khuynh hướng ác, là người đang có khuynh hướng hận thù. Và nếu mà mình nói theo cái ý nghĩa này thì bản thân của chúng ta, hay là bất cứ một người nào, xã hội, trong gia đình, anh em, bà con quyến thuộc, cũng có thể là người hiền, người trí, và cũng có thể là người ác, người dữ hoặc là người ngu. Mình đang có cái tâm trạng hoặc đang có khuynh hướng gì, đang có khuynh hướng gì trong ngay cái thời điểm đó. Quý vị có thể nói là người hiền, người trí là cái người tu, người hạnh, xuất gia, không thể nói như vậy được. Hay là quý vị có thể nói là cái người trí thức, cái người giàu có, cái người doanh nhân, cái người lãnh đạo là cái người hiền, người trí, cũng không thể chắc chắn, bởi vì phàm phu còn phiền não. Hay là những người mà bần cùng, những người vô học, những người không có cái khả năng nhận định, hay là những người mà phải đi ăn xin, thì những người đó là người ác, người dữ hoặc là người ngu thì cũng không được. Chúng ta nhớ, còn nhớ cái hai cái trường hợp rất là nổi bật ở trong Phật giáo, đó là trường hợp của Đại Đức Devadatta và Đại Đức Ahimsaka, hay là tướng cướp Angulimala, tướng cướp không phải tướng cướp đơn thuần là cướp của gây hại người khác, mà lại một tướng cướp sát nhân, một tướng cướp khét tiếng, kể cả quân đội của vua Pasenadi khi nghe cũng phải rùng rợn. Một tướng cướp khét tiếng về giết người không chớp mắt. Hai trường hợp này đánh phản ảnh về người ngu và người trí nó rất là mạnh mẽ. Nếu nói một người xuất gia như là Đại Đức Devadatta, Đại Đức Devadatta một cái tên rất là đẹp, nhưng mà do cái hạnh của vị này, có cái việc của vị này, cho nên mình có cái ác cảm. Đại Đức Devadatta là một cái người có trí tuệ và là người tam nhân, bởi vì đắc thiền và có thần thông. Một cái khả năng bây giờ chúng ta phải nói là kêu bằng sư phụ. Nếu một cái thời bây giờ là kể cả cái khả năng của Ngài Devadatta là lãnh đạo tinh thần, là sư phụ của thế gian này, cũng phải nói là hiếm người có được. Nhưng mà ở trong cái thời điểm đó thì cái thiền thần thông thì nó không phải là không không phải là quá là hiếm. Nhưng mà đáng nói một cái điều, tức là bắt đầu là một cái vị hoàng tộc xuất gia và một vị tu sĩ có thần thông đắc thiền, nhưng mà cái tâm của vị này lại là cái tâm
ganh ghét và ganh đua, muốn trở thành một cái vị lãnh đạo, muốn có quyền thế ở trong tăng đoàn thay Đức Phật. Thì chính vì cái khuynh hướng này cho nên dẫn cho Đại Đức Devadatta đi lầm vào một đường rất là đau khổ. Và ngược lại tên cướp Angulimala hay là Đại Đức Ahimsaka thì là một con người rất là ghê sợ, một con người rất là hung dữ. Quý vị biết mà cầm gươm mà xuống tay giết một người phải nó có tâm nó kinh khủng khiếp lắm. Quý vị ở đây có từng là cái mình có từng là sát sanh chưa? Chắc chắn nghĩ cũng có do biết đạo mình bỏ. À, hồi nhỏ thì sư từng chứng kiến này, à, mẹ sư nè, ngoại sư nè, đám giỗ đám tiệc làm thịt con này con kia, à, con gà con vịt con cá, mà phải nói là mạnh tay lắm, dạng cái tâm mạnh lắm, dạng lắm mới làm được cái việc đó, chứ nhiều người yếu yếu làm không được. Bây giờ thì bỏ rồi, bây giờ thì nhờ có ông sư ông tu thì tới lui nhắc đạo đi chùa, mà mừng nhất là gia đình bỏ được cái giới sát sanh, giữ được cái giới sát sanh, sư rất là mừng. Bao nhiêu đó là đủ vốn rồi đi tu rồi quý vị, bao nhiêu là đủ vốn mười mấy năm xuất gia. Thì như quay lại thì Đức Ahimsaka hay tướng cướp Angulimala là một cái người phải nói là cái tâm rất là dữ dằn hung dữ mới xuống tay mà giết một con người, mà không phải là một mà là rất rất là nhiều người. Thì chúng ta không thể nào nói là Đại Đức Devadatta, à, Đại Đức Ahimsaka là một người người ác được. Bởi vì sao? Bởi vì trước khi là một tướng cướp sát nhân, Angulimala là một cái vị học trò xuất sắc, một cái người luôn luôn lúc nào cũng là hạng nhất đội sổ và có cái khuynh hướng, có cái khả năng mà vượt trội hết tất cả những cái bạn bè trong lớp, một người thông minh cực đỉnh. Và sau khi được tiếp độ, khai hóa bởi Đức Phật thì Angulimala buông đao trở thành một vị tỳ khưu sống đời đức hạnh ở trong giáo pháp, và vị này đã trở thành một vị thánh nhân. Thì không thể nào chúng ta nói vị này là một vị không có trí tuệ hoặc là một cái vị dữ ác được, mà chúng ta có thể nói được đó là trong cái thời điểm đó vị này đang có khuynh hướng ác, trở thành người ác, và đang có cái khuynh hướng thiện thì trở thành cái người thiện. Bởi vậy chúng ta học kinh điển, đọc những câu pháp cú này, không thân cận người ngu, hãy thân cận người trí, hoặc là sống chung người cái người hiền người trí thì được an lạc, sống chung với người ngu thì không có được an lạc. Chúng ta đừng có nhìn ra bên ngoài, đừng có nhìn ra cái xã hội mà đi tìm người trí hoặc là tránh xa người ngu. Mà trước khi mà muốn nhìn ra bên ngoài đó, nhìn vô trong trong mình trước đi, mình nhìn bản thân mình phải tránh xa khuynh hướng ác, hãy thân cận khuynh hướng thiện trước tiên là như vậy. Sau đó thì chúng ta nhờ cái khuynh hướng nào thì chúng ta tìm được cái người có khuynh hướng như vậy. Đó là một cái điều mấu chốt rất là quan trọng, giống như là một cái sinh viên đại học y khoa có khuynh hướng trị bệnh, có khuynh hướng về bắt bệnh, các cái triệu chứng bệnh thì sẽ tìm được cái người có cùng cái khuynh hướng ở ngoài xã hội. Một cái người có cái khả năng kỹ sư về xây dựng thì chắc chắn cái người này sẽ có cái khuynh hướng tìm bạn và làm quen những cái người có cái khuynh hướng về xây dựng. Những người nào có khuynh hướng về tài chánh, giao dịch thì thương mại thì sẽ có cách
ăn nói và cái suy nghĩ cùng với một cái người nào đó ngoài xã hội cũng cùng cái khuynh hướng này. Trước tiên là cái gì? Trước tiên đó là mình phải set up cái tâm của mình, khuynh hướng gì cái đã. Nếu chúng ta áp dụng cái câu pháp cú này trong đời sống thì sao? Thì hãy tập có khuynh hướng thiện và hãy tập tránh xa khuynh hướng ác. Lúc đó khi mà chúng ta đã làm như vậy rồi đó, tức là sao, luôn lúc nào cái khuynh hướng, cái phần trăm tỷ lệ khuynh hướng thiện lúc nào nó cũng cao, nó phải trên trung bình 60 70, thì lúc đó chúng ta là cái người đáng được thân cận, đáng được gần gũi, và cái người mà tìm đến chúng ta đó, người đó cũng sẽ có cái khuynh hướng 60 70 cái tỷ lệ phần trăm khuynh hướng thiện. Tự nhiên gặp nhau là an vui an lạc. An vui an lạc. Chứ mình không có cái khuynh hướng để làm thiện, không có khuynh hướng ngồi thiền, không có khuynh hướng nghe kinh, học pháp. Mình không có cái khuynh hướng gì hết trơn trong cái việc mà mình có được cái tâm lành á. Mình đi tìm những ông sư, ông thầy, ông quý quý sư cô, quý cô tu nữ, các thiền sư. Mình lại mình gần ngồi kế bên. Tự nhiên âm với dương nó gặp nhau nó dội ra thôi. Mình ngồi ở nhà mình quý tiệc, mình muốn giống như là lâu lâu mình mệt mỏi phiền não nó đốt mình quá, mình chạy vô chùa mình ngồi kế ông Phật cho nó mát lại, mình lại kế ông thiền sư cho ông thiền sư ổng dùng năng lượng thiền tập của mình để mà làm cho dịu cái phiền não. Nhưng mà khó lắm thưa quý vị, bởi vì khuynh hướng không có cùng nhau. Khuynh hướng không có giống nhau thì rất rất là khó để mà có cái sự sống được an lạc và hòa hợp được an lạc. Bởi vì vì sao quý vị thấy là những cái người mình gọi tạm là người xấu á, những cái tổ chức, những cái băng nhóm, quý vị có thấy đông đảo không? Quý vị có thấy tinh ranh không? Quý vị có thấy là lớn mạnh không? Nghĩa là những cái nơi tụ điểm vui chơi, mình gọi là vui chơi cho nó nhẹ thôi, nếu mà nặng nữa thì ăn chơi, thì có cái đông đảo không, đông đúc không? Phải có cái khuynh hướng đó. Khuynh hướng ác không, không phải là khuynh hướng ác mà đi đi hại người, đi phóng hỏa, đi 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 làm loạn xã hội, nhưng mà cái khuynh hướng giống như vậy đó, không phải là khuynh hướng thiện đó, thì họ gặp nhau họ vẫn vui. Gặp nhau vui, gặp nhau rất là hòa hợp, thì cái khuynh hướng nào gặp khuynh hướng đó thôi. Cho nên quan trọng đó là mình phải chuẩn bị cái tâm của mình theo khuynh hướng gì, theo khuynh hướng gì, chứ không phải là mình lo mình tìm ngoài, bên ngoài cơ thể này, bên ngoài bản thân này, trong gia đình bà con quyến thuộc, cha mẹ anh em, hoặc là công ty này, nhân viên nọ, những người có khuynh hướng tốt, những người thông minh trí tuệ, thì mình lại mình ngồi kế bên. Nhưng mà trong khi đó mình không có được giống như người ta, tự nhiên người ta cũng chạy thôi, người ta cũng học cái câu này, phải không? Người ta cũng học cái câu này, người ta nói là ô hãy thân cận người trí, người hiền, người lành mới được an lạc lâu dài. Cho nên thân cận những người không hiền, không trí, không lành, thì chúng ta lúc đó là chúng ta không hiền, không trí, không lành, thì cái người kia nó cũng, họ cũng tìm cách họ chạy thôi. Nó có cái sự tương đối như vậy. Còn thưa quý vị là quý vị nào coi phim Tàu á, hôm nay mình bắt đầu cái buổi học cũng hơi trễ tí xíu ha. Các vị có nhớ cái cách coi người đó, ở đây mình hơi lề lề ngoài đường tí xíu, nhưng mà nó cũng có lý trong áp dụng ở trong đời sống hiện tại của mình đó. Tức là nãy giờ Tịnh Đạt trình bày đó là
cái khuynh hướng thiện và khuynh hướng không thiện trong bản thân mình. Bây giờ mình nhìn cái người ngoài để mình làm sao mình biết cái người đó là có khuynh hướng gì. À, cái này khó, cái này khó. Giống như là tình nhân mà gặp nhau chưa nói đã thầm yêu trộm nhớ, nhưng mà thật sự ra thì khi mà sống chung với nhau mới lòi ra tật xấu, lúc đó mới chia tay. Thì cái khuynh hướng nó quan trọng, tức là mình làm sao mình xét được cái người đó có cái khuynh hướng gì. À, cái điều này là mình lấy cái cơ sở gì mình biết người đó có khuynh hướng này hay khuynh hướng kia. Thì ở đây chưa có tìm trích lục lại cái cách nha. Năm cách thử lòng người cực chuẩn của Gia Cát Lượng, à, hay Gia Cát Lạng ha. Lượng với Lạng ha. Nhìn thấu được phượng hoàng giữa bầy gà, khổng tước giữa bầy quạ. Cái này là theo Gia Cát Lượng nha. Quý vị thử nghiệm thử coi trong xã hội mình có thể mình áp dụng được hay không. À, dùng đúng sai để xét lập trường, chí hướng. À, dùng đúng sai để xét lập trường, chí hướng. Bởi vì cái người mà không có trí tuệ đó, không có cái thông minh sáng suốt đó, thì cái người này sẽ mập mờ giữa trái và phải, giữa không và có, giữa cái được và mất, à, giữa trắng và đen lẫn lộn với nhau. Thì cái người này thật sự ra thì cái khuynh hướng không có rõ ràng, cái khuynh hướng cũng không rõ ràng. À, cái thứ hai là dùng lợi để xét lòng liêm chính. Và mình đang nói cái vấn đề ở đây thì là đó là cái người có lập trường đúng hay không, vững hay không, phải cái người liêm chính hay không. À, dùng lợi lộc công danh tiền bạc mỹ nữ. À, nếu là người tham lam á thì dễ dễ bộc lộ bản chất lòi đuôi chuột. À, lúc đó mình sẽ biết là cái người này có cái khuynh hướng là không có tốt rồi. Có khuynh hướng này bị tham ái, bị tham lam trong công danh sự nghiệp, sắc đẹp. Lúc đó chúng ta sẽ có cách để mà giao du ứng xử với cái người này, chứ mình không có giao du thiết và hy vọng là sống được cái an lạc lâu dài. Và thứ ba là dùng rượu để xét tính cách. Dùng rượu để xét tính cách. Tính cách khi mà rượu vào thì lời ra, và khi mà rượu vào thì con người sẽ sống thật với bản thân mình. À, cái này thì nghe cái người người khác chia sẻ thôi, chứ sư thì cái này chia sẻ với lý thuyết thôi thưa quý vị. Rượu vào thì lời, thường thì khi mà rượu vào thì làm cho tâm người ta không có còn dùng lý trí để mà control cái suy nghĩ nữa. Lúc đó người ta sẽ phát ngôn và thể hiện cái bản chất qua thân khẩu ý. Thì lúc đó sẽ biết được cái người này là có sống thật hay không, hay là sống khéo léo, sống khách sáo. Thì lúc đó mình sẽ đánh giá được phần nào về cái bản chất, cái khuynh hướng của người này. Hoặc là dùng nguy khốn để xét dũng khí. Dùng nguy khốn để xét cái dũng khí, tức là đặt vào những cái trường hợp gấp rút, những cái mắt xích khó gỡ. Thì xem cái người này ứng phó như thế nào trước cái áp lực đó, có bình tĩnh không hay là cuống cuồng lên. Thì lúc đó mình sẽ biết được cái khuynh hướng của người này là cái người điềm đạm tỉnh táo, không phải là cái người hay gặp khó bỏ chạy. Thì lúc đó chúng ta sẽ biết cách để chúng ta giao du và tiếp cận. Và như là cái cách là dùng thời hạn để xét chữ tín, chữ tín uy tín, dùng thời hạn.
Thì đó là những cái cách của người xưa để mà thử thử cái người đó, xem người đó có cái khuynh hướng như thế nào, giống như là mình xét cái người đó nó có phải là người đáng tin cậy hay không, và cái người mình đáng được đáng cho mình giao du để mà mong được cái sống an lạc không. Đó là cái cách của người xưa. Theo cái cách cái cách mà cái cách của mình á, và theo cái cách của mình á, thì mình xét cái người có khuynh hướng thiện hay không thiện, hay là ác hay không ác đó, người hiền hay người 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 phản bội á, cái người chân thật hay là người hài lòng á, thì quý vị sẽ có, tự mình có một cái cách riêng. Nhưng mà ở đây có cái chung, đó là cái kinh nghiệm nhìn đời hay kinh nghiệm trải đời, kinh nghiệm trải cái cuộc sống này. Mình gặp nhiều người, mình tiếp xúc được nhiều cái đối tượng, mình sẽ nhận ra rất là mau chóng cái người đó có cái khuynh hướng gì, có hợp với mình hay không, có đem lại cái sự thoải mái an lạc khi mà mình tiếp xúc hay không. Còn nếu không đó, bắt buộc trong cái mối giao tiếp hay là trong cái hoàn cảnh là bắt buộc phải tiếp xúc, thì mình chỉ giữ cái thái độ xã giao, chứ không có đặt hết cái niềm tin vào cái người đó. Ngay cả cái người xuất gia cũng vậy, thưa quý vị. Mình nói đây thì thực sự ra thì những người Phật tử, nhất là cái người Phật tử ở Việt Nam, theo sư thấy nhìn chung á, thường có một cái suy nghĩ, đó là cái người xuất gia là cái người đạo mạo, cái người giới luật nghiêm trì. Thường các vị sẽ đặt một cái niềm tin cộng với trí tuệ rất là ít, phải nói là cái niềm tin khoảng 60%, và lúc đó trí tuệ nó mới xen vào đôi 5-30% gì đó. Cho nên những cái trường hợp có những cái vị xuất gia mà lỡ phạm sai lầm, mình nói lỡ thật sự ra thì lớn hết rồi, cũng không phải lỡ gì đâu, nhưng mà theo cái người Phật tử, cái niềm tin mà hơn 60% như vậy thì họ sẵn sàng, họ chấp nhận, họ thông cảm, thì đó là một điều rất là quý. Với cái tinh thần các vị thông cảm, nhưng mà cũng đừng cái vì vì cái hình tướng xuất gia là cái một cái hình tướng nào đó mà các vị xét cái người đó có cái khuynh hướng thiện hay là khuynh hướng không thiện, mà giống như là tiên sư chia sẻ là quý vị phải dùng cái lý trí của mình, dùng kinh nghiệm trải đời của mình, hoặc là dùng ngay cả cái việc mà nắm bắt của người xưa đó thì cũng được, để mình xem cái người đó có khuynh hướng gì. Thật sự ra lúc nào thì chúng ta cũng có cả hai khuynh hướng thiện và không thiện, nhưng mà chúng ta sẽ tập và chúng ta sẽ đặt nặng khuynh hướng nào, đó là tùy chúng ta chọn, để mà có được cái đời sống nó được tốt đẹp, cái đời sống nó được thật sự ra mình đừng có mong là một cái đời sống hạnh phúc trọn vẹn. Thường thường cái mà hạnh phúc đó, nó sẽ đi vào cái đau khổ kế bên. Các vị xem phim hay là xem kịch cải lương, cái nào mà hạnh phúc đầu tiên thì cái kết cục nó đau thương lắm, còn cái mở đầu nó trầy trụa, nghèo khó,